Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, một trong những nhà thiết kế thời trang đẳng cấp nhất Việt Nam, sẽ chính thức là cái tên duy nhất thiết kế trang phục dạ hội cho đại diện Việt Nam, Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên trong hai đêm thi quan trọng, bán kết và chung kết của Miss Universe lần thứ 70 được tổ chức tại Israel. Lê Thanh Hòa và Duyên đã có một cái sự kết hợp vào năm 2019 khi mà Duyên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Duyên đã diện hai cái bộ trang phục dạ hội của Hòa trong đêm bán kết và chung kết. Đến lần này Duyên tham gia một cái đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh lần này thì đương nhiên là Hòa sẽ đồng hành trong xuyên suốt cuộc thi, và đặc biệt là Hòa sẽ thiết kế những cái bộ trang phục dạ hội để cho Duyên tự tin và tỏa sáng trong hành trình lần này. Đây là lần đầu tiên nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đồng ý thực hiện trang phục dạ hội cho đại diện Việt Nam tại một trong những đấu trường nhan sắc bậc nhất hành tinh Miss Universe. Màu ánh bạc và màu vàng là hai màu chủ đạo của những thiết kế dạ hội ấn tượng cho Á hậu Kim Duyên. Lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh sáng mặt trời sáng sớm trên dòng sông Mekong, dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Á hậu Kim Duyên, trang phục dạ hội của Kim Duyên đã được Lê Thanh Hòa sáng tạo nên từ đó. Với phong dáng đuôi cá đẳng cấp, đậm chất beauty queen, chất liệu trong suốt cùng những đường cắt cúp thắt eo táo bạo và sang trọng, tất cả sẽ tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn và vô cùng quyến rũ của Á hậu Kim Duyên. Phối hợp với nghệ thuật đính kết thủ công tinh xảo là sự kết hợp uyển chuyển của các loại đá Swarovski, cườm mang đến hiệu ứng thị giác tuyệt vời cho những chiếc váy mang đậm dấu ấn thương hiệu của nhà thiết kế của những hoa hậu Lê Thanh Hòa. Woo-hoo!